thì cũng đi bán tích xanh. Mark Zuckerberg liệu có thắng được Elon Musk? Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, sắp sửa thêm dịch vụ xác minh trả phí Meta Verify cho người dùng trên mạng xã hội. Trong bài đăng mới nhất trên trang Facebook cá nhân vào tối ngày 19 tháng 2 theo giờ Việt Nam, thì ông chủ của Meta là Mark Zuckerberg đã cho biết rằng sẽ tung ra tích xanh xác thực tài khoản ở trên cả hai mạng xã hội là Instagram và Facebook vào cuối tuần này. Theo mô tả thì Meta Verify là dịch vụ giúp người dùng xác thực tài khoản bằng chứng minh thư có thể có một tích xanh, từ đó được bảo vệ tốt hơn khỏi việc mạo danh ở trên mạng xã hội. Dịch vụ này thì cũng giúp kết nối trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của Meta. CEO Mark Zuckerberg thì cũng chia sẻ thêm rằng tính năng mới thì sẽ tăng độ xác thực và bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ mới thì sẽ hỗ trợ tài khoản cá nhân và tài khoản chuyên nghiệp phù hợp với các yêu cầu của công ty. Các tài khoản doanh nghiệp thì hiện chưa thể đăng ký sử dụng dịch vụ này. Ngoài ra thì chỉ có người dùng tại hai khu vực là Úc và New Zealand thì mới bắt đầu được trải nghiệm dịch vụ Meta Verify. Cũng theo CEO của Meta thì dịch vụ xác minh sẽ bao gồm cả tài khoản Instagram và Facebook. Dịch vụ này thì thu phí $11.99 mỗi tháng nếu mua trên website và $14.99 khi thanh toán trên iOS và Android. Lý do giá mua tích xanh ở trên iOS và Android cao hơn trên website là vì Apple và Google thu mức phí giao dịch thêm cho các ứng dụng ở trên App Store. Hiện tại thì Meta vẫn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các tài khoản cũ có chứng nhận tích xanh. CEO Mark Zuckerberg thì cho biết thêm, về lâu dài thì chúng tôi muốn xây dựng một dịch vụ đăng ký có giá trị dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả các nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và cộng đồng nói chung. Trước đó thì tỷ phú Mark Zuckerberg từng thông tin là Meta sắp tung ra một sản phẩm mới trao quyền cho những nhà sáng tạo nội dung ở trên các nền tảng mạng xã hội của công ty. Đồng thời thì ông cũng cảnh báo về chi phí liên quan đến việc hỗ trợ công nghệ cho một lượng lớn người dùng như ở thời điểm hiện tại. Việc Meta tiến hành thu phí cũng được cho là một cách học theo Snapchat và Twitter. Vào tháng 11 thì mạng xã hội thuộc sở hữu của Elon Musk đã lần thứ 2 giới thiệu gói đăng ký theo tháng Twitter Blue với giá từ $8 to $11 một tháng và gây ra nhiều phản ứng trái chiều cho cộng đồng mạng. Dịch vụ này thì cũng đã phải tạm dừng sau khi một số tài khoản trả phí mạo danh tràn lan các công ty lớn và chính trị gia. Dù vậy thì đây vẫn được xem là một món hời khi mà mang lại doanh thu lớn cho nền tảng chú chim xanh. Trích báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 vừa qua của Meta thì khoản lỗ hoạt động của Reality Lab là $4.28 tỷ, tiếp tục lún sâu vào tổn thất triền miên sau làn sóng sa thải nhân viên hồi tháng 11 năm 2022. Song, dù cho giấc mơ Metaverse có lấy đi hàng tỷ đô la thì Mark Zuckerberg vẫn cố đấm ăn xôi và chưa thôi tham vọng của mình.